trước giờ chưa từng thấy cậu bé nào nghịch ngợm thế này. Cậu ta xoa đầu một cậu bé khiếm thính, cậu bé không dám phản kháng, mặc kệ những đứa trẻ khác chê cười. Mà những chuyện như này không phải là lần đầu, mà lần nào cũng dẫn tới những trận cười vỡ bụng. Kể cả khi ngồi trên xe buýt, cậu bé cũng luôn nhận được sự quan tâm quá mức từ các bạn học. Cậu không dám nói cho bố mình biết, bởi vì bố của cậu cũng đối xử với cậu bé như vậy. Đưa hũ muối cho bố. Muối. Wesley bị mắc chứng khiếm thính, không có ai muốn kết bạn với cậu. Hôm nay trên đường về nhà, cậu bắt gặp một sát thủ. Có vẻ như sát thủ bị thương rất nặng. Wesley bị dọa chạy mất dép. Cậu chạy một mạch về nhà để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bố mình. Lúc Wesley đưa bố mình tới thì đã không còn ai ở đó nữa. Thấy không có chuyện gì, cậu bé liền bị bố mình mắng một trận. Đến buổi tối ngày hôm đó, Wesley vẫn không yên tâm về sát thủ bị thương kia. Cậu cầm theo đèn pin chạy ra ngoài tìm sát thủ. Và rồi, cậu tìm thấy sát thủ ở một bụi cỏ. Lúc này sát thủ đã hôn mê bất tỉnh. Cậu bé Wesley lương thiện quyết định đưa sát thủ về nhà. Wesley kéo sát thủ cả đoạn đường. Có vẻ việc này khá là tốn sức. Ai có thể ngờ được rằng sát thủ này lại là một sát thủ hàng đầu. Anh vừa tiêu diệt một băng nhóm phản động. Sát thủ bị thương rất nặng. Đợi sát thủ tỉnh lại, Wesley đã mang đủ các loại thuốc trị thương đến giúp sát thủ xử lý vết thương. Có vẻ như sát thủ đang rất đói. Wesley lại đem cơm tối của mình đến cho sát thủ. Lúc này, trên TV truyền đến tin tức. Có vẻ như ông ta chính là tên sát thủ cảnh sát đang truy lùng. Nhưng sát thủ đối xử với Wesley rất tốt. Ăn cơm xong, sát thủ liền đứng lên định rời đi. Nhưng vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ đành nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi tính tiếp. Wesley vui mừng bởi vì có người chơi cùng cậu. Cậu đem đồ dùng vệ sinh cá nhân và thay quần áo cho sát thủ. Thấy tan học là cậu lại chạy đến đây. Thấy sát thủ tập luyện thể thao, cậu cũng bắt chước tập theo. Wesley còn đem bàn cờ đến để chơi cùng sát thủ, nhưng cậu lại chẳng thắng được ván nào, tức đến nỗi hất cả bàn cờ sang một bên. Nhưng sát thủ lại nói, chỉ vì cháu nghĩ rằng mình là một người khuyết tật cho nên cháu cảm thấy chú phải nhường cháu thắng hay sao? Cháu phải dựa vào sức lực của bản thân để thắng. Sát thủ lại hỏi Wesley, trên đầu của cháu tại sao lúc nào cũng có rỉ mũi vậy? Wesley liền nói ra sự thật, thì ra các bạn học trong lớp đều bắt nạt cậu. Sát thủ đập vỡ con heo đất của cậu bé, cầm lấy đống tiền xu nhét vào cốc giữ nhiệt, cuối cùng bỏ vào ba lô. Sát thủ kêu Wesley làm theo mình, nhưng Wesley không biết làm, chỉ nhẹ nhàng gõ một cái. Sát thủ kêu cậu làm lại lần nữa, liên tiếp vài lần như vậy mà Wesley vẫn như vậy, không làm được. Sát thủ tức giận làm mẫu. Làm lại. Làm lại, cố lên. Rốt cuộc là cháu có vấn đề gì chứ? Cháu thích bị người khác bắt nạt sao? Cháu thích bị người khác chê cười sao? Cháu thích trên đầu mình có rỉ mũi của những đứa trẻ khác hay sao? Không thích thì đừng có yếu đuối vậy nữa. Cầm nó lên và nghiêm túc đi. Ngày hôm sau, cậu bạn đó lại móc rỉ mũi của mình ra để bắt nạt Wesley. Nhặt một tên sát thủ đem về nhà là trải nghiệm như thế nào? Wesley là một cậu bé khiếm thính. Những đứa trẻ nghịch ngợm trong lớp thường đem rỉ mũi bôi lên tóc cậu. Sát thủ đã dạy cậu làm như này. Ngày hôm sau Wesley tới trường. Cậu bé nghịch ngợm đó lại đem rỉ mũi tới chỗ cậu để trêu chọc cậu. Lần này Wesley không lùi bước nữa. Nghĩ tới lời của sát thủ, nhớ lấy lời chú. Luôn giữ bình tĩnh. Không được nhượng bộ. Nhìn thẳng vào mắt của bạn học. Sau đó dạy dỗ cậu ta một cách văn minh. Ngay khi Wesley chuẩn bị dạy dỗ cậu bé đó, thì đối phương đã sợ rồi, tự đem rỉ mũi của mình quay lại chỗ ngồi, còn cả lớp thì im phăng phắc. Lời nói của sát thủ quả nhiên có tác dụng. Wesley vui vẻ chạy về nhà, nhưng cảnh sát lại đang đợi cậu. Không sai, họ chính là đến để tìm sát thủ. Cảnh sát hỏi Wesley đã gặp tên sát thủ này bao giờ chưa. Wesley không dám khai ra sát thủ. Cậu bé lo lắng nhìn vào nhà kho nơi sát thủ đang ở. Bên ngoài hình như có hai chú cảnh sát, khiến chú cảnh sát trước mặt không khỏi hoài nghi. Ông ta kể cho Wesley một câu chuyện. Hàng xóm có nuôi một con sư tử châu Mỹ con. Kết quả sau khi sư tử lớn lên giết hết cả nhà người hàng xóm. Con nói sư tử trời đã sinh ra bản tính nó như vậy. Cảnh sát nói xong liền rời đi. Wesley biết chú cảnh sát đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu tin rằng sát thủ không phải người xấu. Đợi Wesley tìm thấy sát thủ lần nữa, sát thủ cũng kể cho cậu nghe một câu chuyện liên quan đến một con hổ. Hóa ra sát thủ đã tự mình giết chết một con hổ. Từ đó không có con hổ nào dám đụng vào chú nữa. Wesley hiểu rất rõ câu chuyện này. Thời gian trôi qua, vết thương của sát thủ cũng đã lành. Hôm đấy họ đang chơi bóng, nhưng bên ngoài cửa sổ có điều lạ thường. Hóa ra là cảnh sát đang đi tuần tra. May mắn không có nguy hiểm. Buổi tối Wesley quay về nhà, người bố đã say khước liền hỏi Wesley, mấy ngày nay mày lén la lén rút chạy đi đâu vậy? Có phải là ghét bỏ người cha sinh ra mày, nuôi mày lớn này không? Wesley không nói gì, cậu cũng không biết phải trả lời ra sao. Sau đó ngày hôm sau mắt của Wesley đã tím bầm. Sát thủ nhìn thấy rất lo lắng. Lần này lại là người nào làm đây?
Wesley không trả lời sát thủ, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Về tới nhà, mẹ Wesley xót xa nhìn con trai mình, còn ông bố thì ngồi một bên giải thích. Tôi thật sự không cố ý, ở nhà kho, sát thủ cũng đã hiểu ra chuyện, là người cha suốt ngày rượu chè đó. Lần này sát thủ đã hoàn toàn phẫn nộ, ân nhân cứu mạng của mình mà cũng dám đụng tới à. Lần này không thể để yên được rồi. Buổi tối, bố của Wesley lại đến quán bar mua rượu, vừa bước ra khỏi quán, sát thủ đã xuất hiện. Có chuyện gì hả? Ngày hôm sau, bố của Wesley trực tiếp bị đưa vào bệnh viện, bị đánh lên bờ xuống ruộng. Wesley tìm tới sát thủ, hai người cùng uống nước và nói chuyện với nhau. Sát thủ nói mình có một đứa con gái, còn có một nông trại. Đến lúc đó chú sẽ dẫn theo cháu cùng rời đi. Nghĩ tới cảnh tượng này, buổi tối Wesley đã mơ thấy nó. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày hôm sau Wesley đã đến bệnh viện, nhìn thấy người cầm ảnh của sát thủ đến tìm bố để xác nhận danh tính. Mà sát thủ cũng nói với Wesley, hai ngày nay xung quanh có chút bất thường. Chú định tối mai sẽ rời khỏi đây. Cậu bé này tên là Wesley, cậu bị câm điếc bẩm sinh. Máy trợ thính giúp cậu nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài, và nó cũng trở thành món đồ chơi giải trí của đám bạn học trong lớp. Người đàn ông này là một sát thủ hàng đầu. Một ngày nọ, Wesley phát hiện sát thủ yếu ớt nằm trên mặt tuyết. Cậu đã đưa sát thủ về nhà cứu anh một mạng. Bố của Wesley luôn ức hiếp cậu, sát thủ liền đánh bố Wesley đến nỗi phải nhập viện. Tối nay sát thủ quyết định rời đi. Wesley cũng đồng ý với sát thủ sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Cậu quay về để thu xếp những món đồ quan trọng của mình. Wesley đến phòng mẹ, cậu bé lưu luyến ôm chầm lấy mẹ, cuối cùng nhìn em gái hồi lâu, rồi đeo ba lô lên và đi tìm sát thủ. Hai người cùng đánh ván cờ cuối cùng, Wesley đã thắng và cậu đã rất vui, sát thủ cũng vui lây theo cậu. Sau đó anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận cuộc gọi của một người bạn, một chiếc xe đang đợi ở bên ngoài. Sát thủ quay người chào tạm biệt Wesley, đem bàn cờ mà hai người thường chơi đưa cho Wesley. Đi theo tên tội phạm bị truy nã như anh chắc chắn sẽ không được yên ổn, không phải chú nói sẽ dẫn cháu theo sao? Sát thủ nói đó chỉ là nói đùa mà thôi. Lúc này Wesley đột nhiên thốt lên lời. Đây là lần đầu tiên cậu bé mở miệng nói chuyện trong suốt 10 năm qua. Có thể nhìn ra Wesley không muốn sát thủ đi như thế nào. Sát thủ là người đầu tiên ngoại trừ mẹ chị làm bạn với cậu. Wesley suy sụp ôm chầm lấy sát thủ và khóc lớn. Sát thủ trong lòng hiểu rõ anh không thể cứ thế mà đưa Wesley đi, như vậy sẽ làm hại cậu bé. Thế nên sát thủ chỉ đành đẩy cậu bé ra. Cháu mau cút khỏi đây đi. Nhìn bóng lưng của Wesley, ông cũng không đành lòng. Anh đã sớm xem Wesley như là người thân. Wesley vừa chạy ra ngoài thì bị bắt lên xe. Nhìn cảnh sát xông vào nhà kho, sau một vài tiếng súng, kết quả không cần nói cũng biết. Sát thủ đã ra đi, Wesley đau đớn gào thét. Một thời gian sau, Wesley đã quay lại nơi đây, đào bàn cờ lên. Mở ra xem thì thấy bên trong toàn là tiền mặt. Lúc này Wesley mới hiểu ra, sát thủ đã sớm biết mình không thể chạy thoát. Thế nên anh đã dùng quãng thời gian còn lại để bầu bạn với cậu bé. Anh là tên tội phạm, cũng là người cố vấn tinh thần của một đứa trẻ. Anh đã dạy Wesley về những đạo lý trên đời, sẽ chẳng có ai nhường nhịn cháu mãi. Cháu cần phải học cách tự đi nước cờ của mình, cũng chẳng có ai có thể ức hiếp cháu mãi. Cháu cần phải học cách phản kháng, đương nhiên cũng chẳng có ai phá hủy được ước mơ của bạn. Cháu có thể tự mình kiến tạo nên những giấc mơ. Có lẽ sát thủ không thể đem đến những điều tích cực cho xã hội, nhưng lại đóng vai trò là người cố vấn trên con đường trưởng thành của một đứa trẻ. Cuộc đời của mỗi con người đều có những thứ đáng trân trọng và cũng cần phải gánh vác hậu quả cho những việc làm của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo.